Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng âm lịch, thì Linh cùng với bạn Cẩm, với hàng xóm của bạn Cẩm thì có cái chuyến đi 10 chùa. Thì bây giờ là chùa đầu tiên là mình sẽ ghé qua chùa Phật Minh, phải không Cẩm? Không, chùa Phật Minh, nơi đây là nuôi rất là nhiều chị em mồ côi. Hồi trước mình tới mấy bé còn nhỏ, bây giờ chắc lớn ở đây ha. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú các bạn cùng tham gia cái hành trình này cùng với Linh với Cẩm nha. Linh, Linh, Linh. Ờ, gãy luôn nè. Trời, nắm tiêu rạc quạt mày ơi, chị hoặc thấy như đường. Ủa cái này cái nhánh nhánh gãy mà cũng ăn được hả? Ừ. Ừ. Chị Nhung ngọt luôn, chị Nhung ăn thử coi. Mê quá ha. Ồ, có cả trái nữa. Ngọt ghê luôn á. Chị Bích ngọt không chị Bích? Mới đầu tưởng nhãn long ha. Trái ngọt, ngọt. Bích ơi, gì vậy? Hay. Cái này không đúng phải là ăn cắp nha, lụm nha, lụm lụm. Lụm lụm nha chứ không phải ăn cắp. Ủa, bán. Bây giờ là đang có gian xe cùa. Nên nó hơi bị tinh tinh xíu. Nói ra là bọn nó chứa như cò nó cứ. Chùa xây mấy năm chưa xong nữa. Mấy năm trước mình tới cũng đang xây mà giờ cũng còn nguyên ha. Làm như bị dừng lại hay sao? Cái nóc rồi đó. Ờ. Bữa chưa có cái nóc. Xạo quá chị ơi. Giờ là mọi người đang đi xuống thuyền để ra sông thả cá phóng sinh. Lên đi, lên mấy cô, lên đi, lên đi, lên đi từ từ đi, lên từ từ đi, chú chú lên đi chú, cầm mấy đứa nhỏ, cầm mấy đứa nhỏ đi về, Thịnh lên chú cặp, Thịnh đi về, Thịnh Phước đi về, đi xuống đây mấy chị xuống đây chị, đi về, Thịnh đâu, Phước đâu, đi về. Mấy đứa bé nó chạy theo. Đi, đi, đi xuống đi con đi xuống từ từ đi con Vịnh. Xuống đi. Ờ, ghe nhỏ không mày? Không, 2 tấn mà. 2 tấn vậy thấy chưa đâu, 2 tấn mà hết 1 tấn cá rồi. Mày nghĩ sao nhiêu người mà 1 tấn cá. Đi xuống đi mày, cứ mày bàn ra chút xíu tao không xuống. Chạy xuống đi chị. Giờ mình sẽ đi xuống cái thuyền đó hả? Đông quá. Xong rồi. Đủ rồi, đừng lên nữa. Đông quá.
ông mới được ra. Nói thầy cô chuyện cho thầy cầm mi xuống rồi. Này tới 1 tấn cá lóc lận. Sao mở ra được? Đéo phao. Cá. Tánh ơi, tánh. Tánh quá. Em đỡ quá thầy nha. Anh ấy rồi, anh ấy tánh ơi. Bây giờ là thuyền bắt đầu chạy. Bạn cấm kìa. Đã nặng rồi mà còn ngồi đầu nữa không mũi cấm. Một cái nữa hả? Một cái nữa. Ya ta ba ma ma lai ta ya ta ba ma.
Nam mô Hắc Đa Đắc Na Đa Đa Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Ca Đề Ước Bàn Na Dạ Ta Bà An Ca Điện Đô Mạn Đa Đa Ba Đà Dạ Ta Bà An Ca Điện Đô Mạn Đa Đa Ba Đà Dạ Ta Bà An Ca Điện Đô Mạn Đa Đa Ba Đà Dạ Ta tình chúng sanh tốt nghiệp đa thì ngô kim na tự dòng hành ngộ thiền nguyện công đức đại quý tam bảo chúc thành ngữ cầm sở tạo chữ ác nghiệp giai do vô cũng bởi tham sân si tùng thân ngữ ý sợ sanh nhất thiết hậu tình ngữ cầm giai sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát hôm nay chư vị tại gia tinh chủ đạo tràng chùa Phật Minh Phong sanh chúng hữu tình ngữ cầm chúng hữu tình quý Phật thì bất đọa địa ngục chúng hữu tình ngữ cầm quý Pháp thì bất đọa bàn sanh chúng hộ cầm quý tăng quý Phật bất đọa ngạ quỷ quý Phật bất đọa địa ngục quý Pháp bất đọa ngạ quỷ tăng bất đọa bàn sanh chúng hộ thành quý Phật rồi quý Pháp quý tăng rồi tiêu tai các tường thần chú nặng mô ta mang đa mẫu đa nằm ma bán ra để hà na xá ta nặng nằm đá địa ta gây hồng hồng nhà vã ra nhà vã ra bá ra nhà vã ra bá ra nhà vã ra để lăng dư mình có thể đứng gọn một bên mái thuyền của mình bắt đầu thả trôi thả được rồi đó cổng cười ơi gió mai mọc đi rồi xong bằng cao
Rồi mời quý Phật tử mình về ổn định chỗ ngồi lại. Ờ đó, để đúng rồi, cho nó thăng bằng để lên, để nó lực á, lực rồi nè. Dạ thì mọi người mới vừa thả cá xong thì sẽ quay về chùa để dùng bữa cơm. Cơm thì có canh chua, rau xào, cái này là rau mổ hay là rau muống gì đó? Như là rau mổ xào, bưởi cuốn. Bên đây là các bé. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Chú sức qua cho con lộn. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Thì chị giờ qua chị có người đó. Ngồi đi. Ngồi luôn đi cảm, mày ngồi ở đâu vậy? Lại đây không? Ngồi đi, ngồi đi. Ừ, mày ngồi đó luôn đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Xin một ghế. Rồi, 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 con. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì sau khi thả cá ở chùa Phật Minh ăn cơm xong thì bắt đầu di chuyển qua chùa Gạo Lứt. Chùa Gạo Lứt thì lúc nãy Linh không có quay, thì đến chùa Gạo Lứt thì cũng được sư thầy đãi cho một bữa ăn. Thì bây giờ là tới chùa Vạn Phước ở Bến Tre. Thì mỗi chùa mà đoàn ghé qua đều cúng dường gạo, mì tôm, da ua, nước tương. Chùa Vạn Phước này là cái ngôi chùa rất là lớn luôn á. Mỗi ngôi chùa ghé qua thì sẽ cho 100 kg gạo nè, 10 thùng mì, 10 lốc nước tương, 1-2 thùng da ua, tùy theo. Nếu như mà chùa có trẻ con nhiều thì mình cho nhiều da ua và sữa chua. Đây, vô trong đây ông bà cô chú các bạn, mình sẽ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của ngôi chùa này. Đây là lần thứ hai hay thứ ba gì Linh tới đây á. Linh nhớ là những năm trước thì Linh cũng có ghé qua đây rồi. Ồ, ông bà cô chú các bạn mình nhìn thấy không? Tượng Phật Di Lạc nè, rồi tượng mẹ Quan Âm, rất là lớn luôn. Chùa này rộng lắm. Đi phía sau, sâu sâu ra là ra tới ngoài biển Bình Đại luôn, mình thấy biển ở phía sau luôn á. Quá đẹp luôn. Vừa đẹp mà vừa rộng nữa. Ở bên kia còn có những công trình đang xây chưa xong, đang tiếp tục xây. Oh, hoa đẹp quá. Đây chắc sau này chỗ này sẽ làm hồ để trồng sen nuôi cá. Hoa này là hoa chưng Tết.
cái cây nè. Cây này là cây đa thiệt nhưng mà gắn cây bông mai giả, nhưng mà nhìn ở ngoài rất là lộng lẫy và hoành tráng luôn á. Xung quanh hai cúc là... Còn ở đây là hoa lan. Quay hoài à. Ủa cô nhớ chánh điện nằm bên này mà. Không, chánh điện đây. Nằm trong đây mà. Chánh điện mấy bên này mà. Ở đây mới là hướng vô chánh điện nè. Chánh điện nằm đây. Wow. Trong đây nè. Quá đẹp. Cái này là mai vàng thiệt nè. Mai này là mai trắng. Nó cũng y như cây mai vàng của mình nhưng mà cánh của nó màu trắng. Đúng là chùa ở đây ha, rất là rộng và đẹp luôn. Bây giờ thì Linh sẽ vô trong để lại Phật. Chỗ hoa lan. Chị Bích, bán giấy con đây chụp đẹp, hình đẹp lắm, đi bên kia kìa. Vừa lễ Phật xong thì Linh đi xuống khung viên phía sau. Khung viên phía sau này thì cũng rất là đẹp nha, hoa lan nhiều lắm luôn á. Đây có rất là nhiều tiểu cảnh luôn. Cây này là cây thiệt luôn á. Ở phía sau này là có những cái hành lang mà làm bằng những con rồng, rất là đẹp. Wow, những cái chậu lan nè, bông đẹp quá luôn. Mình sẽ đi theo con đường này. Khu vực trồng gạo của chùa, tự cung tự cấp luôn. Trồng cái này là cải, cải thìa. Cái ná, cái này cải thìa. Ở dưới quê em cải này gọi là cải gỗ để xào. Cải rổ với thịt, đúng rồi, cải rổ. Gỗ. Cải ná. Còn bên kia là cải xanh. Ờ, cải xanh. Cái quán quán gì? Cải ná là cải là cải xanh mi. Cải là vườn ra sạch. Không chị, cải làng. Chỗ quê tao gọi là cải gỗ chứ không phải cải ná. Ở bên kia thì trồng mướp với bầu dưa leo. Wow. Trời, trái mướp rồi Linh, trái mướp trời thòn rồi Linh. Thấy rồi, thấy rồi. Bảnh quá ha Cẩm. Cái thìa là cái ngọt nè, cuốn nội hay là ai trồng á hái. Cái này là tự cung tự cấp, gạo sạch luôn. Không có thuốc gì hết trơn. Ở xa xa kia có mấy cái cây su đũa để nấu canh chua nữa. Giờ đi qua đằng này để tới vườn bưởi. Qua vườn bưởi nữa là mình đi ra mình thấy biển. Người ta bắt chói ngoại ngay cái gốc cái đu đủ luôn. Thì em đi chùa mà chùa cho mình đủ đầy đủ như này. Ai làm? Xuống luôn. Cái trái đó là cái trái trái cà ghi phiên bản siêu to khổng lồ. Cái trái nó ăn không được, nó chỉ có chơi thôi à chứ không ăn được. Đây qua đây là tới vườn bưởi nè, phía sau. Nhãn luôn, chuối luôn. Cái đó không phải mũi chôm đâu. Cái này là sala sông thọ.
Đây là cây sala. Rồi chị đứng đó đi, khi nào mà bông nó rụng cho người chị là chị may mắn cả năm luôn á. Chị cứ đứng hứng đây, bông nó sẽ tự góp cho người. Wow, cái gốc nhãn nè, gốc nhãn siêu to khổng lồ, siêu bự luôn. Ủa bên đây dừa, cẩm, cẩm, dừa là chú để bán dừa khô cái gì nè. Qua coi. Cái này là lộc dừa. Đấy. Đây chú có cái dao lột dừa. Ủa chú, dừa này lột làm gì chú? Mình đem vô chùa để nấu ăn hay bán chú? Dừa này lột làm gì chú? À là mình để nấu trong chùa thôi hả? Nhiều quá trời luôn ha. Đây. Nhóc quá trơn luôn. Dừa khô gám gám. Ôi cái cốc. Cẩm leo hái cốc cho bạn ăn, ngay món bạn yêu thích. Món mày yêu thích thiệt á. Ô, cái cốc kìa không thấy lá luôn. Đâu đâu Cẩm, cái gì vậy? Cái mốt dài. Mốt, vô hái không? Hái luôn nè. Đi. Cái đu đủ chết rồi đó, hái được. Gặp má nữa. Má của tao. Nãy hai khế, bà kêu hai khế trả vàng. Ồ, oh, còn đây là cây vú sữa cả nhà ơi, hồi đó giờ có ai thấy cây vú sữa chưa? Hồi đó giờ mới lần đầu thấy luôn á. Bóp cây vú mềm không? Anh Hải vô bóp đi anh Hải. Nè, có trái nè anh Hải. Có trái kìa, vú sữa có trái luôn chứ bộ. Hồi nãy mày hẹn tao cho vú sữa nguyên mâm còn yên nguyên luôn, bởi cái miệng mày tỏ tao sợ cái miệng. Tại xe không dừng lại cho tao mua mà. Xe tại chú không dừng lại. Đây trồng bí nữa nè, cái vườn ở phía sau này công nhận rộng bự ghê luôn á. Ổi kìa anh Hải, vô hái ổi anh Hải. Ừ anh cứ hái đi chứ nào ăn được, hái anh Hải. Đây là anh trai họ của Linh, bữa nay đi theo để khiên gạo. Cây này là cây gì ta? Cây này là hình như là cây lê kim me nè. Nhãn hả? Lê kim ma. Cây lê kim ma chứ nhãn lá dài. Nè nè, mày chụp hình này tao đẹp luôn. Linh, chụp cái chữ lắng nghe nè. Thấy không? Cái cổng á, cái cổng. Ờ, cái cổng lắng nghe nè, mày nên đứng ngay đây nè. Ủa tao mày á. Tao đâu có chữ không chữ với ai đâu mà kêu tao lắng. Ồ khế cũng trái quá trời kìa. Rộng quá đi. Cái này đi cỡ nửa ngày luôn mới hết luôn. Dạ, cái bữa giờ không còn một trái nữa thấy không? Chắc Phật tử đi đi ngang cái tác độ Bồ Tát độ. Chắc là ta tát cắt vô cũng hết rồi. Bữa bình thường mình đi nó cũng có trái nhỏ nhỏ xanh xanh ra ha. Giờ hết trái làm như không ngày mùa. Đây vô tới đây là vườn xoài, quá trời xoài luôn. Trái bự 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 cành cành bà ná không à. Nè nè nè. Đó. Quá trời trái luôn. Mấy cây xoài này hái chắc cả 100 kg luôn á. Ở đây thì các sư thầy bao lưới lại để cho chim nó được ăn nè. Nó chín rụng mà Linh nghĩ chắc ít ai hái lắm. Chín nó rụng mà. Tại vì thấy già hết trơn rồi. Wow, đây nè, chùm 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 luôn. Ở đây có trái chín rụng luôn nè, nè nè nè. Nhưng mà bị con gì ăn rồi, uổng ghê á. Nè, xoài, xoài này chắc ngọt á. Tại vì thường những trái ngọt thì chim nó mới ăn. Cái xoài này là xoài Đài Loan nè, trái nó tròn. Ăn ngọt lắm. Kìa kìa, ôi. Đây giống như lạc vô thế giới của xoài. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh cũng đưa ông bà cô chú các bạn mình đi tham quan chùa Vạn Phước rồi. Thì hồi sáng giờ là Linh cùng với đoàn của bạn Cẩm đã đi tham quan được 3 ngôi chùa, thì còn 7 ngôi chùa nữa, tổng cộng thì hôm nay sẽ đi viếng 10 cảnh chùa. Thì tại vì do là bây giờ là điện thoại của Linh sắp hết pin này nên là Linh sẽ xin phép là kết thúc cái hành trình đi chùa tại ngôi chùa Vạn Phước này ha. Thì bây giờ là xin phép là kết thúc cái video. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.